Sao băng là gì? Tại sao có sao băng? Sao băng hay sao xa, sao đổi ngôi là sự bốc cháy của các thiên thạch hay vẩn thạch khi bay vào bầu khí quyển của trái đất với tốc độ khoảng 100.000 km/h. Tại sao lại có sao băng khi di chuyển với vận tốc khoảng 100.000 km/h? Các phân tử không khí trên đường đi của thiên thạch bị nung nóng bởi sóng xung kích, hoặc bị nén quá mạnh đến mức khiến nhiệt độ của sóng xung kích tăng lên đến hàng ngàn độ và làm cho các thành phần vật chất của thiên thạch bị nung đến nóng sáng. Thực chất, các sao chổi chính là nguyên nhân khiến mưa sao băng xuất hiện. Sao chổi là những thiên thể quay quanh mặt trời được cấu tạo bởi băng, bụi và đá. Khi chuyển động gần mặt trời, các sao chổi bị tan tạo thành những dải bụi trên quỹ đạo. Nếu các sao chổi đi qua hoặc ở gần quỹ đạo của trái đất và trái đất chuyển động đến gần điểm giao nhau đó, các bụi khí của sao chổi sẽ bay vào trong khí quyển làm xuất hiện rất nhiều sao băng. Khi đó, chúng được gọi là mưa sao băng. Các giao điểm là xác định trên đường đi của trái đất và mỗi năm trái đất sẽ đi qua những giao điểm đó tại thời điểm nhất định. Do vậy, các trận mưa sao băng đều có chu kỳ là một năm. Những cơn mưa sao băng nổi tiếng QUADZANTIDS từ 1 đến 5 tháng 1 hàng năm. Cực điểm thường vào 3-4 tháng 1. NAQUAZIIDS từ 19 tháng 4 đến 28 tháng 5 hàng năm. Cực điểm vào 5-6 tháng 5. PEZSEIDS từ 17 tháng 7 đến 24 tháng 8. Cực điểm vào 12-13 tháng 8. OZIONIDS từ 2 đến 7 tháng 10. Cực điểm vào 4-5 tháng 10. LEONIDS từ 10 đến 23 tháng 11. Cực điểm vào 16-17 tháng 11. GMINIDS từ 07 đến 17 tháng 12. Cực điểm vào 12-13 tháng 12. Để xem được một trận sao băng hoàn hảo thì phải xác định được hướng các chòm sao. Nơi nào có thể nhìn được những chòm sao đó thì có thể nhìn được những trận mưa sao băng. Do vậy, chúng ta phải xác định được hướng các chòm sao thì mới có thể xem được một trận sao băng hoàn hảo. Những nơi nằm ở càng gần vùng xích đạo thì càng dễ quan sát được những trận mưa sao băng. Thật may mắn khi Việt Nam nằm gần vùng xích đạo nên và có thể quan sát được các trận mưa sao băng một cách khá thuận lợi.